Thì đâu biết phượng phượng quần lửa rồi cả nhà, thì đâu biết phượng quần lửa nha, na 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 đi đâu với phượng quần lửa cả nhà ơi, đây đây đây, xin kính chào quý vị khán giả. Dạo này Thái Ngọc Nhiên đi đấu dân phận quần lửa thì thành ra Thái Ngọc Nhiên bây giờ đang tẩu hỏa nhập ma rồi, Thì sao chúng ta bác? thấy rõ, không có Sao thằng khốn nạn nào chính nghĩa hết. Thằng nào cũng là ốc mượn hồn hết. ốc mượn Mà hồn thằng Hùng sẽ có gì? sáu cái chậu cá. Nó nói là nó cách mạng. Cách Thì mạng thì nó cách mạng chứ làm sao? Phụng quần lửa. hàng triệu triệu người Sao? giữa Sao? dãy Trường Sơn, Đúng Trường Sơn, rồi. Bắc Tử Nam, hàng triệu người thể chế Việt Nam Hàng Cộng Hòa triệu Dân người Chủ đi Nhân dân vào Việt phải Nam, không? Vượt Trường hàng Sơn vô triệu người cứu dân những người miền Nam để cho bà con Trải có cuộc qua sống không? biết bao Bình nhiêu yên, trận ấm lũ no, hạnh tàn phúc hại hôm không? nay không cần nhắc lại. Nhắc lại đi chứ không cần nhắc lại gì, nhắc lại cái nỗi nhục nhã qua 43 năm Thì đi bác trong không? lúc bất hòa bất hưởng, Sao? chết mẫu thân, Mẫu thằng thân thì Thái Ngọc Nhiên sao? nó bị xử tội cho người ta thấy. Xử Trời tội thì ơi, sao bác hả? nó như một quỷ. Sao? Rồi Phan Không. Nhân Hải, anh Sao? chết trùng trong Chị 3 làm ngày rùa sau. em. Thì Chị đi đấu với phận Phượng Quang Lửa, mình làm rùa, cái vỏ rùa nó rất là cứng. Phượng Quang Lửa đâu có Thái Ngọc thun vô Nhiên được. tốt hay là Sao? tài kiếp nạn hình luật sấm sét kiếp dương lệnh 13? Trời ơi, Ngày tài hôm nay Phượng Quang Lửa anh sấm chết sét dương lệnh 13 là cái gì? Đây nè, ông thấy cái mua con trùng ông rồi đó. đó, con ông. Bao nhiêu hàng triệu con người Thấy chưa? bị tù Không. binh không có lương thực Sao? nữa. Thì đây là một cái Sao? dịp Dịp gọi là gì? ân của Thượng Đế, Thượng Đế cha không? mẹ, cha trời Mẹ, mẹ đất cha trời mẹ đất của Việt nè, không? Nam. Tại Con cũng vì là con của ngoài trời trời nè, ta chỉ biết sao? mình còn có một người thôi, 10 người đó Mười hả? mười người Nhưng sao bác? Mười người mà sao? Không. công trận Sao? ngày này giải quyết nhân quả Em lên hiến kế chính là hả? Em lên đó hả? thằng Rồi Thái Ngọc vô. Vô phụ chị Nhiên coi đã làm sao? thành thử ra Sao? để Bỏ chung giải tình sự lên đó tần hả? số, đây Vô. là giải sự tần số điện không phải Tần số điện có giật là không? tần số Sao? hơn nữa là Rồi sao? sao sao Mang cái sao? tên ác hơn ban ngày. Ác môn sao? Thay vì cái kiếp nạn nó Kiếp chết nạn cái xác, sao? nó được giữ cái xác Giữ cái để xác gì không? lấy cái xác Đợi để gì? cầu ma, Phật rước ma bắt chưa? Phượng rước ma Mà bắt phải thu sao? đổi xác Ủa sao cho không kết nối thành công thằng Thái vợ Ngọc chồng Nhiên là tình? tiền mà quý vị nghe. Sao? Tin không tin, tùy các Sao? vị. Đây là một sự lịch Sao? sự chưa từng có Lịch trong cái thời sử hội gì nhà bác Nguyễn đó hả? tới giờ. Thì ra Hả? thử ra trong Thử thế gì? trận ngày hôm nay, Thế chặn gì bác? Sao? mấy chục triệu người thiên binh thiên tướng Mấy chục họ đã được huấn thiên luyện thương binh thân tiến ra gì khỏi trận hả? địa. Sao? Ơi ơi sao? Sao 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 nói vô nghe coi sao? Vụ gì hả? Và nó sẽ lây lan Sao? nó vào cái não. Não Và đây gì? là loại Virus gì đây hả? Bác nói gì đây? Sao? Nói gì cho bà con ta biết chứ? Nói gì? Sao? Sao? Bác nói đi, sao? chẳng như là H5N1 chẳng hạn, H5 đó nó ha, coi là chừng bắt lây hang già rồi bị cúm virus nào H5 lên mà mọt cái hang. ở đâu thì không Sao? ai biết, Trời nhưng ơi, nó sao đang bác? lây lan khắp nơi. Sao? Khắp nơi Và sao? đó là cái chỉ Không. dẫn Chỉ để điểm quý sao vị bác? thiền Hả? Sao? sự tội mấy kẻ Xử tội chuẩn hả? bị Trời, cho quỷ cuộc đời thiền ơi, sau sao? những cái này. Ác làm sao? Và Rồi chúng ta sao? bật mí ra để Bật quý cho chúng ta gì? thấy Sao? là chưa tin phải không? Chưa tin Kể gì? từ ngày Tin hôm chứ. nay, anh em sẽ Hả? cảm nhận Cảm nhận trong trái cái gì? tim của mình, trong Sao? lòng của mình, Sao? lên Facebook, Lên Facebook làm lên sao? thành thật, Phải lên công phải khai cẩn mạng thận xã hội. chứ. Sao? Mình giấu được bao người với nhau, Không, con đâu giấu đâu, không? Trời ơi, thiên binh thưa thiên tướng là con của thiên binh thiên tướng ngày rồi, hôm nay phải không? thì quý vị xem Không? hiện tượng Facebook. Những đứa nào Chị hàng mời em ngày nữa hôm nay nè. quý vị sẽ thấy bị phanh phui. Phanh phui gì? Hay là Sao? tổ chức hội đoàn nào ở hải ngoại, Tổ chức ba hội đoàn giáo, tà sao? giáo sẽ bị phanh phui. Phanh phui đúng rồi, Đặc nó biệt làm hai mang cho cộng sản khi mà, mình ra sao? những lời này, Sao? bây giờ lỗ tai nóng rần 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 rần.
Trời ơi giờ nóng, nóng rần rần luôn, nóng dữ lắm luôn. Trời ơi ma rồi, thành này thành ma rồi. Bác kêu thiên binh thiên tướng, bữa nay con tới được ngày thứ 4 rồi. Bây giờ là được ngày thứ 4 rồi, bây giờ nó đang mặc khai hai cái gâu này ra đặng mà chuẩn bị đấu với gì thiên lôi quả chặn của bác đây. Chia sẻ gì bác sao? Đi con vào đây, sao con vào bác chặn con? Nó tháo chặn con ra đi. Sao? Trời ơi con là tình báo an ninh mạng đây nè, không? Ừ. Coi. Đây chữ gì? Ừ. Trời ơi giờ con nóng rồi, trời ơi chuẩn bị nóng rồi. Thiên binh thiên tướng làm gì con? Đây đại thiên đại thánh có gâu luôn đây đó. Con là tài thiên đại thánh nè, bác phụng hoàng lửa, yeah, thấy không đó, tài thiên đại thánh đó. Chốn đó ở đâu? Thiên tư binh thiên tướng ở đâu bác? Làn sóng thiện ác đã tung ra rồi. Sắp tới đây tụi bay sẽ thấy những cái thằng ác độc. Ác gì? Nào lên đây chửi bất tục chửi tiểu. Tụi bay sẽ thấy thiên quân thiên tướng nó đi tìm tụi bay. Cái clip này mới, cái clip này của ông mới mới một giờ một à. Sao? 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 Thật lòng. Trời ơi con thật đây nè, hai chữ thật tình luôn nè, không thật chân chắc trên mạng trên mặt luôn nè, hai chữ một chữ thật, hai chữ thật, ba chữ thật trên trán nó hiện rồi bác ơi. Hả sao Thái Ngọc Nhiên ông nói mà ông không dở chặn ra, ông kêu Thái Ngọc Nhiên vô sao? Hôm nay ông kêu ông vỗ con nữa đúng không chú Vịt? Chú Vịt Tơ. Sao chú? Chắc ồ. Làm một cái thử chỉ để cho người ta thấy. Ông đấu thua con rồi bây giờ ông nói là không lấy mạng con nữa. Bốn ngày rồi, bữa đó ông nói ba ngày. 3 ngày tới 4 ngày là con sẽ chết. Bữa nay con 4 ngày ông thua con rồi sao? Nói tiếp đi. Sao? Sao? Ừ. Cho nó thấy mà nó sợ hãi khi mà nó bị nạn như thế này. Sợ? Con sợ đâu sợ. Con đâu sợ. Quỳ nó lại. Quỳ lại gì bác? Đúng không? Nằm lại. Ngồi lại. Mai ra. Đứng không nổi, đứng không nổi rồi cả nhà. Nhưng đứng không nổi rồi. Con lại bác tha cho con đi. Đến nhà, đến nhà, đến nhà nữa, đến nhà cũng nữa. Con người này hữu hình, có những con người này. Tại sao? Tại sao? Nó láo, nhưng mà cũng có những con người này. Nhưng mà cái tâm của mình là một cái quý nhau tôi rồi.
Xử cái gì? Sao hơi sao bắt lắm đó, cho bà con nghe chứ. Họ bảo vệ, họ hộ vệ. Một người như thế này đằng sau lưng biết bao nhiêu người, mà đâu có ai biết, đâu có ai thấy đâu. Sao bác? Đây không phải là vấn đề cá nhân. Thái Hòa Công nó cũng là một đứa ngu dốt mà thôi. Thái Hòa Công nhưng sử đã cho nó biết, nó sợ, nó nói ra cho những người khác để cứu thêm được nhiều người. Quá tổn thương, có mấy đứa này chẳng có đứa nào mình gọi là hận thù nó đâu. Trời. Bởi vì trình độ tiến hóa của nó hồi xưa có 20-30 triệu, mà ngày hôm nay tới gần cả 100 triệu. Thú vật nó đầu thai, con người nó mới tiến hóa 1-2 kiếp, làm sao nó hiểu, làm sao nó biết không phải là cái tội lỗi. Tại vì cái tội của nó, vì nó ngắn đoạn cái số của nó đó, cái tuổi thọ nó quá nhỏ bé đi, nó không biết những lời này. Tại sao cô có làm gì bác đâu, cô có làm gì chú Bịch Tơ đâu, chú Bịch Tơ không có làm gì chú Bịch Tơ đâu hả? Nó cố gắng sao chú Bịch Tơ chủ giết không hoài vậy? Nó ra trời mẹ giữa đêm khuya nó sợ bắt cỡ, nó âm thầm nó nói đi, rồi nó thay đổi tánh tình, nó mai ra nó mới được cứu chữa. Cứu chữa thôi, tức là giết con bắt nó, mà trời Phật gì thương trời Phật cho nó dớt hình kỳ này, trời Phật nó dớt hình kỳ này. Sao chú? Sao con lại chú? Chú kỳ này hiện giờ đã thấy Biển Đông sắp sửa nó đánh nhau rồi. Chừng, ừ, chừng nào đánh chú? Tàu nó chuẩn bị nó cũng quánh Việt Nam rồi. Chừng nào đánh? Chừng nào đánh? Con người hiện giờ trắng đen nó có cái làn danh rõ ràng. Chừng nào đánh? Mình tưởng người khác không biết, nhưng cái tâm mình á, quỷ thần nó bị hết. Chừng nào đánh? Quỷ thần chừng nào đánh? Mình dối gạt mình lên Facebook, mình làm hai mang, mình lên mình đóng kịch rồi mình làm đây là một cái hiện tượng giống như là một cái nghề nghiệp để mình kiếm tiền, mình dối gạt anh em rồi mình tiêu tiền cho cộng sản lâu lâu mình móc quéo cho mình lấy tiền mình bỏ túi. Mình biết sao? Trời Phật quỷ thần nó biết. Quỷ thần ra trong cái mặt trận này không còn kêu gọi, không còn nói thâm thâm nữa, mà đây là sự kiện. Những sự kiện những khi mà tôi buồn á, khi mà Duyên buồn, Duyên lấy ống ra, Duyên Duyên làm trò với à, lúc nào Duyên là cái người mà lúc nào Duyên á là chuẩn chạc và chuẩn chạc, lúc nào mà Duyên buồn buồn là lấy ống ra chọc cho cả nhà vui. Sao chú? Anh em đừng biết là người Việt Nam đi sao châu phú huệ, người Việt Nam hiểu tiếng Việt mà nghe cái này, nghe làm sao? Tất cả các nơi đều có. Và cái làn sóng này là sao không vô được em? Khắp nơi và 7 tỷ con người đều mang cái cũng này. Và vì thế giới vô hình, Mỹ cũng biết bao nhiêu chục triệu. Sao vậy? Em gửi cho em gửi các bạn chị đi. Em gửi là mời đi. Rất rõ ràng. Sao? Sao? Hả? Sao ông? Sao rồi? Hết pin rồi hả? Không, chơi không có hấp pin, chơi là chơi cho tới không ơi. Công giáo sao? Chúa giữ giữ những người hiền, giữ người hiền sao? Xuống địa ngục hả? Và người chết sống lại sao? Người chết sống lại sao chú? Đúng người tơi sao? Là những người Việt Nam sao? Để đi sạc cái máy này chút đi, xe cua không phải Việt Nam mà khắp thế giới. Những ngày sắp tới đây công giáo có nói phúc cho ai không thấy mà định. Giờ phút này sao? Anh em nào mà nghe sao? Lỗ tai rần rần. Trời ơi, lỗ tai nóng. Trời đó ơi, nóng. Cảm nhận trời. Sắp sửa tần số nhập tới Thái Ngọc Nhiên rồi. Sao chú? Sao? Sao? Xin mời anh Đồng Phạm. Ừ, mà ông đó lên đi cùng đặng kiếm Đồng Linh Dư. Ừ, sao? Sao? Không? Bây giờ hôm nay là... Sao? Đó, đó. Cũng một loại bệnh tật giống nhau đó. Ở nước ngoài, không? Đi khám bệnh đó, không? Là thiếu là gì không? Đi nước ngoài đi khám bệnh nó rất là nhiều tiền, không có tiền đi khám bệnh. Bệnh tiếp rồi đó, thêm một người bệnh nữa đó. Sao? Chiến thứ ba. Chiến thứ ba làm sao chú? Thì vừa rồi, Obama năm vừa rồi. Ông Obama. Obama đi... Đi qua Việt Nam. Đi thăm tàu và bị tàu hạ nhục bằng cách không đưa cầu thang và thảm đỏ đến. Ờ, cái đó là cũng các bạn nói, của các ông nói nữa, thấy chưa? Xuyên tạc tới ông Obama luôn rồi, cả nhà thấy bị thần kinh không? Vì thế tôi kêu rồi ông Trump chào. Đi qua tàu
Sao? Ông ta mang ba hàng không mẫu hạm Vì sao nữa? và nguyên một hạm đội. Sao nữa? Không biết là bao nhiêu tàu ngầm nguyên tử đi ở dưới đất. Giờ sao nữa? Chuyện gì Trời đâu? ơi, Nó đã đến bị thằng kinh này ngồi dưới đất mà ăn cơm nói chuyện trên trời không như trời vậy hả? xuống Sao? thì có một nhân Hả? viên mật vụ của Trung Cộng Mật vụ hả? Mật đang vụ làm gì? ngăn Hả? cản cái Ngăn người cản kỳ gì? viên của Tổng thống Mỹ Sao? đang cầm Hả? cái vali đen, Nói là vui cái gì? vali mà ra lệnh Hả? Con cúng đòi bà, con cúng đòi cho các ông báo chiến hả? tranh Tỉnh với táo Tổng lại tí thống. xíu. Rồi ông nói đi, Là sao? ông John Rồi Kerry là sao? tránh Ông văn nói phòng đi. của Tổng thống Trump và đồng Sao? thời là nguyên À. là đại tướng À, thủy quân sao? lục chiến Được là cố chiến vấn cho gì? Tổng thống Trump. Xin quý vị nên nhớ kỹ, Cái nội các gì? của Tổng thống Trump có bốn đại tướng Đại tướng làm gì? cố vấn, cho nên ta có thể nói đó là nội các chiến tranh. Các chiến tranh gì tới ngày nó sầm Ông sầm quá John à, bị thằng kinh vừa Kerry hỏi ra ông lệnh nội ơi. mật vụ của Tổng thống Hả? đến và khóa chặt, Các bác khóa ơi, chặt con nói cho các bác nghe nè, khóa bị chặt thằng kinh lên cũng mật vừa vụ phải để thôi tạo nên không. hạm đệ nhất Các bác chiến lược mà tài giỏi thì các của bác lãnh Mỹ, đạo nhà đệ nước nhất tới bây chiến giờ lược rồi. của Còn bây giờ các Mỹ bác con thấy là các bác không bao giờ được phá lãnh sản đạo tất nữa, cả mọi thứ. mà các bác cứ là dẫn dắt con cháu của Đúng các không? bác đi phá người ta không, Tổng không thống Mỹ cả các bác mà còn ăn ở ăn đang đậu khát ăn vọng ở đậu hòa ăn nhờ ở đậu trên đất nước bình Mỹ an nữa, hạm đội đàng nối hoàng luôn dõi chứ, tương đàng lai hoàng đi để giải dấu chúng được ta ai, cứu còn hạm nói lên đồng mạng thời nói chuyện đồng khùng thời khùng tất không cả à, không khu trục hạm tấn công và những tàu ngầm tấn công đã lên cỏ. Nhưng may lưu đồng thời cũng gửi tín hiệu cho Tập Cận Bình, nhưng may Tập Cận Bình đã xuống sao giọng và đón tiếp Tổng thống Trump một cách vô cùng long trọng chưa từng thấy. Chúng con nói cho ta hai ông nghe gì đã nè, hai vượt chú qua nghe cái cuộc nè chiến tranh nguyên tử rồi sao cái chú, đến hai hiện chú tại con có hai chú thì nghe nè, hai chú đã lớn tuổi rồi, già rồi, chưa có một phái đoàn nào dẫn dắt cho con cho đứng cháu ra đi, mà hai chú thân bây chinh giờ, chiến hai sĩ chú bây dưới giờ chân không có Mỹ dẫn dắt mà con mang cháu đi theo một sao? quân đội hùng hậu như vậy. Hả, nói Kỳ đi, này tháng 3 tới sao tháng 3 làm chỉ sao? có một vấn đề thăm hữu nghị thôi mà Mỹ đem nguyên một hàng không mẫu hạm một loại tối tân nhất và đồng thời Tháng 3 làm sao? những hộ tống hạm khu trục hạm tấn công Ủa, LZ trong tình mà không biết bao mà nhiêu sao chị là mời em không tàu được ngầm nguyên vậy? tử mang đầu đạn. Quý vị nhớ kỹ nha, bây giờ họ mang đầu đạn khinh khí tử chứ không phải là nguyên tử nữa, sát thương không gây radiation có nghĩa là phóng xạ, chỉ có chết khô héo khô. Tàu ngầm rất run sợ Sợ cái gì bác và ơi, run cả cái sợ miền Trung cái nữa gì, đang bám víu và cũng là run sợ nữa. run sợ Đồng ai thời hả? ba cái chết của những tên Việt Cộng già vừa rồi báo hiệu cho chúng ta biết rằng Trời đất quỷ thiền ơi, con nói các bác lớn tuổi rồi, bây giờ sẽ sáu có bảy những chục sự chỉ tuổi đạo rồi, cứ bây giờ ăn ngồi ở không lo coi phải hưởng xảy đến thụ đi, chim các hót đi không, tỉnh rồi cọc thành hơi cọc pháo buổi sáng đi, rồi không khung và chúng cảnh ta cũng hưởng sẽ thụ có bá cây xanh đi, chứ giờ ngồi nói nhảm nhảm hoài à, để cho con cháu lên đây tân cứ đệ chọc mấy ông nhất hoài tổng á, thống không Mỹ các chính ông thức mà lên làm nếp là con làm con chọc mấy ông hoài luôn cho bà sự thấy không. Đất quỷ thiền ơi, con nói các bác lớn tuổi rồi, bây giờ Sẽ có sáu những bảy chục sự chỉ tuổi đạo rồi, cứ bây giờ ăn ngồi ở không lo coi phải xảy hưởng đến thụ đi, chim các hót đi không, tỉnh rồi cọc thành hơi cọc pháo buổi sáng đi, rồi không khung và cảnh chúng ta cũng hưởng sẽ thụ có bá cây xanh đi, chứ giờ ngồi nói nhảm nhảm hoài hoài sẽ à, để cho có con cháu lên đây tân cứ đệ chọc mấy ông nhất hoài tổng á, thống không Mỹ các chính ông thức mà lên làm nếp là con làm con chọc mấy ông hoài luôn dưới cho bà sự thấy không. Sao?
Thằng giải thích không lấy đi, tin gì đâu. giải thích đi, dạ, giải thích Ví đi. dụ mà cái cục đá ở Long An hay là ở gì Ừ. đó nó nổi đó, À, sao? thì Ở bên ta Mỹ chứng biết minh cục là đá trong các Long An luôn hen, có gặp các quốc không? gia của Việt Cộng đó, nó nói là đá Tận mắt thấy vàng, không? đá gì, đá bọt, à, đá bọt mà nó Không? nổi ngay lúc này. Ôi trời ơi. Rồi Lê Đức Anh, quý vị tại sao chết không? Sao? Sau khi mà gọi là truy hồn đó, Trời ơi, chi là hồn. lúc đầu thường thường mình làm những lễ truy điệu là mình tưởng nhớ, thấy không? Ừ. Nhưng mà đây đó là tự nhiên sau chuyển qua Ừ. là trở thành gia nhập vào Nhau. cái đại hùng binh dưới ngọn cờ của tổ Hùng Vương. Ừ. À, rồi ở trên người ta huấn luyện nhanh chứ đâu phải Một chỉ một một ngày ở trên mà một năm dưới này, huấn luyện xong một cái ngày ở lúc trên này trời bằng một năm ở dưới hạ giới đó thì nghe, bữa nay nói chuyện tới trên trời ở gọi là nghe kêu bằng sao? mẫu nội tạng rồi nhiều cái chuyện sau Ừ. này đó, à, Sao thì sao bổ nói sung tiếp cái gì đi. xong rồi thì cái đội quân gọi là đại binh đoàn vô hình Trọng tình chỉ đứng mời em trên hoài ngọn không được, cờ tức của quá, tổ bây giờ Hùng mời Vương, người khác coi sao. là họ đã được huấn luyện Quan đầy đủ, Nguyễn, Quan đâu Nguyễn ra này đó là họ ai? nói. Thì Quan Nguyễn ở mời đâu ra luôn rồi đó đó. là đã làm cái lễ xuất trận rồi, và xuất trận là Ừ. mình là người chịu thiệt, bởi vì mình là thủ hạ của À, đại đang quân nói Hán chuyện về Thần hai Mã bác Hầu này, anh Quan là Nguyễn tiểu có tướng cái Diên gì Lâm. điều gì muốn nói với em ra?